Thực ra bắn nhau trên đường giữa các cảnh sát và bọn lưu manh tội phạm chắc các bạn đã thấy rất nhiều lần rồi. Nhưng mà nếu ở khu phố Trung Hoàng, bạn nhìn thấy hai người mặc đồ cổ trang, dung đao múa kiếm, bạn cứ tưởng là đang quay phim cổ trang. Vậy là bạn sai rồi. Thực ra hai người đó là người của linh giới, như là ma đánh ma. Tôi khuyên các bạn đừng bao giờ lại gần coi. Ê Sương, nhìn con nhỏ bên kia kìa. Đẹp ha. Đẹp hả? Chứ gì nữa, hay là qua đó coi có đẹp thiệt không. Ê, nhìn đằng sau là biết rồi, cái thằng quỷ này. Nhìn đằng sau là hết chỗ chê luôn. Đi. Cô ơi, chúng tôi có thể ngồi chung được không vậy? Im lặng là đồng ý rồi. Ê trời, sao mình uống rượu buồn quá vậy cô? Uống một ly với cô nha, có được không? Làm ơn đi. Ý, thiệt là sảng khoái nha, hay lắm đó. Hay là mình gọi thêm một bình nữa nha, thử coi ai giỏi hơn ai nha. Được, gọi đi. Có biết chị hai đây là ai không? Muốn ngồi uống với tôi hả? Dẹp đi. Ồ, thì ra là loại đó hả? Bao nhiêu vậy? Không cần hỏi, anh không trả nổi đâu. À, vậy nha, chúng tôi mời cô một ly. Không nói tiền nữa, bằng tấm lòng đó. Uống xong rồi thì chúng ta làm bạn với nhau ha. Uống đi, quá, uống mà cái ly nhỏ đâu có được. Nè, uống đi. Ê, làm cái gì kỳ vậy? Mình tỉnh. Sao trễ quá vậy, làm ăn muốn bể bụng luôn. Xin lỗi nha, ông Trần đó. Chào cô. Trời ơi, chết rồi. Chuyện gì? Hôm nay má tôi phải vô bệnh viện làm phẫu thuật đó. Bác gái vô bệnh viện hả? Vậy phải đi thăm đó. À phải đó. À, ông Trần ạ, thiệt xin lỗi nha. Tôi sẽ liên lạc với ông sau. Bye bye. Đâu, cho coi thử. Đưa đây đi. Đi. À, được. Nè, người ta nhìn anh kìa. Ngó gì? Đồ điên. Anh mới bị điên đó. À thôi đi. Nè. Đi. Chuyện gì vậy? Hai cái thằng dở hơi đó, không có tiền mà muốn đòi chị đây, biết hậu quả ra sao rồi chứ. Nè, có phải có tiền là có thể sàm sỡ cô hay không? Bậy quá. Đi. Tôi nói vậy rồi mà. Trời ơi. Đây, chào các chị em. Ê trời ơi. Nè, hai cô đi dạo phố tới giờ này mới về đó hả? Cả đám đàn ông đang chờ mình đó, nhanh tay lên đi. Được rồi. Mau lên đi. Ê, bọn đàn ông đó hả? Chưa ngửi thấy mùi của chị đây, đâu có chịu đi ngủ. Thôi đi, đừng có chảnh quá. Xem đi, ở bên ngoài có người đàn ông tìm cô đó. Là chuyện gì nữa đây? Đi coi đi. Nè, có phải kiếm tôi không? Nè, ai kiếm ai cũng mặc kệ, chị nói vài câu thôi đó nha. Được rồi. Nhanh lên đi. Chào, anh đẹp trai. Cô là Sandy có phải không? Phải. Tôi là nhân viên của văn phòng luật sư. Hôm nay tôi tới đây để mời các cô lên văn phòng luật sư lãnh di sản đó mà. Di sản? Phải đó. Nè, 10 năm trước đây có người để lại căn nhà cho bà Trần Thanh Thanh. Nhưng mà không may cho bà ta là bà ta đã chết rồi. Phải. Rồi chúng tôi mới đi tìm mới biết được cô là con gái duy nhất của bà ta. Có phải vậy hay không? Phải. Do vậy cô là người thừa kế duy nhất và hợp pháp nhất của phần tài sản này. Nè, nhưng mà ai để lại căn nhà cho má tôi? Người đó tên là Lý Tấn Sanh. Quen không? Không quen. Ông cũng không nói lại là ông quen má cô như thế nào nữa. Nè, thôi kệ là ai đi, miễn là hưởng nhà là được rồi. Chứ gì nữa, địa chỉ ở đâu? À, số 10 đường Mỹ Sơn. Số 10 đường Mỹ Sơn. À, nhưng mà vậy, chúng tôi chưa thể giao chìa khóa cho cô được. Cô phải lên văn phòng luật sư làm mọi thủ tục rồi ký tên vào. Ok. Sao cũng được. Nếu như có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ sắp xếp cho cô rồi. Mà hả? À, cảm ơn anh nhiều nha. Được hết sao? Lúc nào rảnh rỗi tới kiếm tôi nha. Nhớ đó. Không có gì. Bye bye. Trời này nè, khi không cô được lên đời đó. Hey, chắc là lúc má tôi còn làm gái, mấy tên đàn ông để lại cho bả chứ gì. Nhưng mà má của tôi tệ lắm. Bọn đàn ông của bà ta đâu có giàu gì. Không phải đâu, tệ cách mấy cũng có căn nhà, ít nhất cũng phải hơn 100.000 chứ, phải không? Phải đó, không nên lãng phí ha. Ờ phải đó. Nè, đi coi thử đi. Bây giờ nghĩa là kiếm tiền mới thực tế nhất. Hello. Xin chào.
chơi vui vẻ nha ông chủ. Oh, Sandy, sao mà lâu dữ vậy? Chờ mấy cô từ nãy giờ đó. Trước đi. Cái gì mà lâu chứ? Nè Sandy, sao không qua đây ngồi vậy hả? Từ từ đi, làm gì mà gấp dữ vậy? Nhớ đó nghe. Uống rượu trước. Trời ơi, cô đắc thiệt đó. Ông chủ, xưng hô sao đây? Xin lỗi, hai cô này phải qua bằng khác, lát nữa quay lại ha. Xin lỗi nha. Nè, con cổ mới ngồi mà. Con khách sạn muốn giới thiệu với hai cô, làm gì mà lâu vậy, chờ muốn dài cổ luôn à. Anh có tiền sao mà chờ? Tôi không có, nhưng mà bạn tôi thì có. Cô quen với ông khách Đài Loan giàu lắm, giới thiệu cho hai cô nha. Trời ơi, sao khi không tốt vậy? Cô lại khi dễ người của mình sao? Đồ tốt đó nha. Coi rồi mới biết. Phải đó. Nè nè nè, đừng có sốt sắng quá, vừa vừa thôi nha. Còn cô thì không sao. Ê nè nè, tối nay tôi thật vui quá luôn đó ha. Chỗ này chơi rất vui đó. Vậy sao? Nè ông chủ, ông chủ à. Vậy bây giờ mình đi đâu ăn khuya đây? Ăn khuya sao? Tốt tốt. Nè, ra hải sản đi, uống rượu sake ha. Có chịu không? Được. Có xe rồi. Taxi. Taxi. Cái ông Đài Loan này đúng là vô dụng. Bị mình ép uống mấy ly đã gục rồi. Tóm lại hai tiếng đồng hồ này đúng là... Nè, hai cô làm gì vậy? Tới đây làm gì chứ? Trời, anh thì biết cái gì? Bộ muốn chết hả? Làm tôi hết hồn à. Nè, coi bộ cái nhà này cũng lớn quá ha. Lần này trúng bánh rồi đó. Không chừng là cái nhà ma đó. Bậy bạ quá đi. Anh muốn chết hả? Làm hết hồn à? Làm gì vậy? Nè nè nè, quỳ xuống quỳ xuống. Làm gì vậy? Quỳ xuống đi. Nè nè, má tôi nói là xui 3 năm đó. Để đàn bà đạp lên. Nè nè, xui 3 năm thiệt rồi. Nè. Được rồi, được rồi. Trời ơi. Nhưng mà vì cô bị xui cũng đáng. Nè nè nè, tới phiền tôi, cô tới phiền tôi. Còn bạn của cô tính sao? Đưa tới đường Cửu Long đi. Đừng lo, ổng có tiền mà. Wow, căn nhà này cũng lợi hại thiệt. Sao mờ mịt vậy ta? Nè nè nè, mở đèn lên chắc ăn hơn. Anh đúng là điên. Đã lâu không có ai ở làm gì có điện chứ. Anh thiệt là vô dụng mà. Con mèo làm rớt miếng gỗ thôi mà. Coi nè. Tôi biết mà. Vậy sao còn ngồi đó? Tôi coi miếng vải này có đẹp không thôi. Vậy mà còn ráng chống. Sandy à, nhà cũ thôi, đâu có gì mà coi chứ. Đi thôi. Được, anh đi rồi đừng có trở lại kiếm tôi nha. Vậy coi một lát đi ha. Nhà hơi cũ, nhưng có lẽ vẫn còn đồ tốt. Tránh ra đi đồ nịnh bợ. Thiệt mà. Nè. Hả, cái gì vậy? Qua đây coi. Gì vậy? Nhìn đi. Hả? Đây chính là Lý Tuấn Sanh đã lập di chúc mà. Trời ơi, coi bộ căn nhà này không có tốt lành gì đâu. Bán nó đi. Cô Sandy à, bây giờ căn nhà này đã thuộc về cô rồi. Nhưng mà di chúc có giao là căn nhà này không thể đem bán được đâu. Nếu không thì văn phòng luật sư có quyền lấy lại căn nhà này đó. Cái tên Lý Tuấn Sanh mắc dịch đó đúng là khó ưa quá mà. Còn nghĩ ra cái chiêu này báo hại mình mừng hụt nữa chứ. Cũng tốt, không có tiền cũng có nhà để ở. Nè nè, mình vô đó ở thiệt hả? Mình chưa coi kỹ căn nhà mà biết đâu không có khủng khiếp tới vậy. Nè đồ giá hơi, xe này là xe gì vậy? Thì là xe đẹp đó. Xe đẹp gì chứ, không hư thì đúng hơn. Không có máy lạnh muốn người ta đừng chết hả? 10 năm nữa xe này trở thành xe cổ đáng giá lắm đó nha. Anh muốn thành đồ cổ thì có. Tới rồi xuống đi, xuống đi. Làm tôi đau lưng muốn chết à. Nè, mở cốp xe mau lên. Mau lên. Nè, sao mở không ra vậy? Mở ra nè. Nè, đừng có thô lỗ với xe của tôi đó nha. Nè, để làm đi. Còn anh giỏi cỡ nào? Ê! Trời, thì là giống chủ của nó đó. Hạ tiện toàn để người ta đáp. Nè, xe này tốt lắm đó. Xách có ba lô đi. Tốt thôi. Nè nè, hai cô dọn tới đây thiệt hả? Không hối hận chứ? Kẻ không dọn vô mới phải hối hận đó. Đúng rồi đó, mau lên đi. Này.
Tôi cũng muốn dọn vô ở đó. Dọn vô được không? Anh đừng có hòng. Trời ơi, đẹp thiệt đó. Đẹp hả? Ngăn nắp quá. Dĩ nhiên rồi, tôi đã nhờ người ta làm vệ sinh, nối lại điện nước nữa. Thiệt là không ngờ, thì ra căn nhà mình dọn vô ở đẹp như vậy. Nếu mình không ở thì tiếc lắm, lãng phí. Còn phải nói. Đẹp quá đó. Nè, sao nói là coi giùm tôi, nhanh lên đi. Được rồi, còn được đi coi xung quanh nữa chứ. Nè, con này, con nè, đồ nghề đem tới luôn rồi nè. Nè nè nè, có phải anh chỉ làm dáng cho có hay không vậy hả? Đừng có làm đứt mất lông mạch đó. Có thiệt sao? Thiệt, nè nè, chỗ này là trung tâm của ngôi nhà. Ở giữa là lông mạch. Nè, lông mạch thì có tổ tiên phù hộ, có phước lộc ào ào. Nè, còn cái chỗ lông quyệt thì... Nè, tôi muốn nhờ anh coi để đồ đạc chỗ nào thôi. Cái gì mà lông quyệt, bộ tưởng là coi mồ mã hay sao vậy? Mắm bằng muối. Nếu như mà nói một cách khác thì tức là nhà thì có thần linh phù hộ đó. Hả? Thần linh? Phải, được phù hộ đó. Anh đừng có nói với tôi chủ nhà này là thần linh của nhà này đó nha. Cũng khó nói lắm. Tóm lại là có thần linh phù hộ thôi. Giống như có đại ca chống lưng sợ gì. Đại ca, vậy cũng được sao mà. Ăn nói linh tinh à, phải. Biểu diễn xong rồi chứ à? Vậy thì dọn đi. Chuyện gì vậy? Sao quăng bỏ bài diễn của người ta chứ? Tôi đâu có quen, đâu có bà con gì chứ. Có bà con hay không mặc kệ. Tóm lại người chết không có nên đụng chạm tới. Cổ hủ. Làm ơn đừng trách bạn gái của tôi nha. Hi, nè, qua đây coi đi. Ê, tôi chết. Mãi mình nói chuyện, qua làm việc. Đi. Nè, của tôi mà. Ê, hai cô à, tôi có hai tấm vé hát tuồng nè, có xem hay không? Lòng thiên xanh. La 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 la. Trời ơi, đừng có hát nữa, hát thấy ghê quá. Ê, nè, đừng đi nhanh quá mà, chưa tới giờ đâu. Ê, tôi muốn coi thần tượng của tôi, hai người làm ơn đi nhanh chút đi. Ê. Gì chứ? Không cần phải vô cửa này, tôi có người quen trong đó, đi từ phòng trang điểm đi. Thiệt hả? Đi. Thiệt là hết nói nổi à. Sư phụ phù hộ cho đệ tử diễn xuất thật hay. Sư phụ phù hộ cho đệ tử đắc sâu liên tục. Sư phụ phù hộ cho đệ tử có tiền vô như nước. Nè. Bộ mới tới hay sao? Hả? Bộ không biết tôi không thích người ta để đồ trên ru quần áo của tôi sao? Xin lỗi. Xin cái gì mà xin cái gì? Không cần nói nữa, ra đây cho tôi. Nghe tôi nói đi. Anh Sánh là chuyện gì vậy? Tôi nói lại một lần nữa. Nếu như ai để đồ trên chân quần áo của tôi không nể mặt đâu. Có nghe chưa? Dạ biết. Anh Sánh lần sau là anh chết Sánh với tôi đó. Anh thay đồ đi ha. Anh thay đồ đi anh Sánh. Nè vô coi cho sáng mắt đi. Chào. Nè sao không thấy Long Thiên Sanh vậy hả? Kẹp hát lớn mà. Ở trong này có cái phòng để cho ổng thay đồ. Còn mấy thứ lặt vặt á mới làm ở ngoài thôi. Phải hả? Nè, cô tự coi xung quanh đi ha. Lát nữa anh tới thì nói là bạn của tôi thì được rồi. Tôi đi làm chuyện khác nha. Được rồi, đi. Mắc mới gì cô? Không thích anh đi theo mà. Gặp thần tượng của mình không thể bê bối vậy đâu. Phải bôi thêm chút phấn mới được. Làm cái gì vậy chứ? Xém bị hắt xì luôn vậy đó. Trời ơi, thôi chết rồi. Ai cho con ngồi đây vậy hả? Đứng dậy ngay. Đứng dậy đi. Có biết quy tắc đoàn hát hay không vậy? Không được ngồi trên rương đó. Tôi không biết, xin lỗi nha. Thật ra tôi tới đây để gặp anh thôi à. Gặp cái gì chứ? Trời ơi. Tại sao cô? Trời ơi. Cái này là cái gì hả? Cái này là cái gì? Giấy hỉ mũi đó. Trời ơi, đúng là tức chết đi được. Cô có biết cái chương đồ này là của sư phụ của tôi để lại cho tôi hay không vậy? Tôi thì không biết, coi như tôi xin lỗi anh xin nha. Xin lỗi xong hả? Nếu cô là con trai thì... Cậu xanh, có chuyện gì bực bội vậy? Xin lỗi nha. Còn hỏi chuyện gì nữa hay sao? Tôi hỏi anh nha, hai người này có phải anh nhận tới không? Bạn của tôi, tới coi hát, tới coi anh hát đó. Coi hát cái gì chứ? Dự anh có biết quy tắc của đoàn hát không? Tới đây không được cho phòng trang điểm. Con nít mà, làm sao biết quy tắc được chứ? Tha lỗi cho họ đi ha. Anh xanh, có điện thoại nên xanh. Điện thoại cái gì chứ? Chị hai gọi đó. Anh dây điện thoại đi ha. Tôi cho anh biết nha. Anh dẫn hai cô này ra ngoài ngay cho tôi. Được rồi, đừng có giận nữa. Nước văng tùm lum kìa, đừng có giận nữa ha. Đi ra ngoài với tôi.
Đáng trời ơi, chuyện gì đây? Chửi tôi hung dữ quá. Cái thùng cho bà con. Đừng có nói nữa. Trời, biết tai luôn. Làm vậy đó. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Đừng có phá nữa mà. Thôi, đừng có phá nữa. Đi thôi, đi. Cái con nhỏ kia thì là tức quá mà, phải chửi cho hắn một trận. Tôi muốn chết luôn. Nè, à nè, tôi nè, tức đừng nữa. Có giận nữa, coi biểu diễn đã chứ hả? Tôi cho anh biết, từ nay tôi thề không coi Lâm Thi Sanh hát nữa đâu. Như vậy thì tốt, từ đây được thoát nạn. Vậy mình đi ăn khuya nha. Ăn ăn ăn, về làm việc đi. Về làm việc đi. Xe đi. Má mi à, cái áo này lại mặc không vừa nữa rồi. Vậy thì càng tốt, lại được về tuổi dậy thì lần nữa chứ có gì đâu. Hơi, hai cô công chúa này mất hình mấy ngày trời mới ló mặt ra hả? Cổ không được vui đó. Cái gì? Bây giờ không được vui là khỏi làm hay sao? Hai cô có biết hay không, hai cô mất tích mấy ngày, bây giờ bên ngoài canh đống người đang kiếm mấy cô đó. Đừng có nói là tôi trù ẻo nha, làm vậy coi chừng mất hết khách đó. Đừng có trù ẻo nha. Thay đồ đi chứ, bây giờ mấy giờ rồi, sắp tới giờ đóng cửa luôn rồi đó. Được rồi. Nhanh tay lên nha. Nè, tránh ra. Nè, gì chứ? Có cần gì cái tên đó mà buồn không vậy hả? Còn lâu đi, cỡ tôi mà buồn vì cái tên đó đó hả? Thôi đi. Đúng rồi, kiếm tiền thực tế nhất. Nè, vô ngồi chơi đi. Nè, chào, kêu đi ngồi chơi. Sao rồi, chơi vui không? Lâu quá mới gặp rồi, ngồi đi ngồi đi. Ê, không được đâu, phải đi bàn khác trước. Thiệt tình à. Dạ, tự nhiên nha. Đi chơi nha. Sao hả David? Đã lâu không gặp rồi đó. Đâu có dám kiếm cô, lần nào cô cũng bỏ tôi đi mà. Đâu có. Tối nay sao đây? Tối nay sao cũng được hết. Là đó, cô nói đó nha. Được rồi. Hay tối nay đi đâu chơi đi. Được rồi. Phạt uống 3 ly đã. Anh uống trước đi à. Cô bị phạt phải uống trước chứ. Anh uống đi. Có điện thoại kìa. Lại chuyện gì đây má mì? Anh David, để cô nghe điện thoại một chút có được không? Cô đang ngồi với tôi mà. Ê, trở lại liền nghe mà. Một chút thôi là trở về liền mà. Vậy cũng được nữa. Này, hay chuyện sao? Gì vậy? Tôi cũng đâu có biết đâu, có tên quá gì ở phòng VIP đó. Qua nói với hắn vài câu đi. À, chào ông chủ, Sandy đã tới rồi nè. Phải hầu hạ ông chủ cho đàng hoàng một chút đó nghe chưa? Được rồi má mi. Tôi ra ngoài trước đó. Phải xưng hô sao đây, sao lạ mặt vậy chứ? Dĩ nhiên. Trời, cái cây này ngộ quá ha, gì vậy? Thiệt là quê mùa, loại ông điếu này cô chưa từng thấy bao giờ sao? À, thì ra là ông điếu hả? Đừng nói nhiều nữa, cô nương mời rượu. Uống đi. Nè, uống. Nè, làm gì vậy? Ông miễn cưỡng như vậy đâu có được, thô lỗ quá. Tôi đâu có biết cô như vậy mà không quen chứ. Không cần nhiệt tình như vậy đâu. Cô nương à, hay là tối nay chúng ta cùng ra ngoài để hưởng lạc nha. Khốn khiếp thiệt. Không được đâu, tối nay có bà con tới thăm rồi. Gấp hai, gấp ba. Vậy đi. Hùng cái trời coi. Trời ơi, bậy quá à, thiệt tình. Dạ, phòng này nha. À, phòng này. À, ngồi xuống đi, làm gì chúc vậy? Chúc hai người vui vẻ nha. Được rồi, à, làm ơn cho một chai XO đi nha. À, dạ được, có liền. Mau đi. Nương nương, tại hạ thật sự không thể chờ thêm nữa. Trời ơi, từ từ đi, làm gì gấp vậy hả? Nè, để ta cởi cho em nha. Ta cởi cho mà. Cứ từ từ đi, từ từ ha. Chúng ta tắm rửa trước đi. Tắm rửa cái đã, đem cởi giúp anh nha. Có cần như vậy không, rắc rối quá. Gì chứ. Được rồi, em đi tắm trước đi. Là sao? À, được rồi, em đi tắm trước ha. Mau lên đó. Được rồi, được rồi. Lát nữa cô sẽ biết tài của tôi. Chuyện gì đó? Ông à, rượu tới đây. Để đó đi. À, dạ được. Tiền bo nè. Nè. Dạ cảm ơn cô nha. Ra ngoài đi. Tới phiền anh rồi đó. Cởi áo đi. Nương tử. Chuyện gì? Tại hạ sợ nước lắm. Để ta tự cởi nha. Ồ, sợ nước hả? Tên này không có thể tín dụng hay sao? Wow, cả sắp dí 1.000 lượng, lần này dạo to rồi. Dạo to rồi. Chứ.
Nè quỷ sứ, định lợi dụng hả? Xin lỗi nghe, trời tối quá không thấy đường. Xin lỗi, trời xin lỗi, ơi, xin lỗi. Tình. Cô ma! Đúng là đi. Này này này, rồi tiếp đó thế nào? Tiếp đó thì lấy luôn cây bóp của ổng rồi bỏ đi thôi. Vậy cô giàu to rồi, trong đó có bao nhiêu tiền? Trời ơi, cô nghe tôi nói hết cái đã. Ra tới ngoài bị người ta móc túi rồi, hết trơn tiền luôn. Rốt cuộc lại bị mừng hột, thiệt là xui à. Thôi cái này cũng được ha. Nè nè, trời ơi, bộ dính bầu hả? Sao lớn quá vậy? Của ai đây? Sao không cho tôi biết chứ? Tôi điện nước đầy đủ mặt được mà. Cô hả? Làm ơn cho nửa tá đi. Chắc chắn anh ta là Richard. Đúng vậy. Nè ông ơi, có quen người nào không? Chính là cũ. Người ở bên tay phải. Ông thật là khéo chọn. Sandy là cô gái nổi tiếng nhất ở đây đó. Tôi đưa cổ qua đây nha. Nè, có hốt được muối này hay không á, là phải coi cô có biết lo liệu hay không đó. Chuẩn. Thì ghét qua đi. Nè, tôi đưa Sandy tới cho ông nè. Mọi người, hai người tự nhiên nói chuyện nha. Sao ít khi gặp anh quá vậy? Tôi từ chỗ khác tới đây mà. Nước Anh hả? Nước Pháp? Tôi về Hồng Kông đi nghỉ phép. Cô tên là gì vậy? Tôi tên là Sandy, còn anh? Richard. Richard. Tôi đã mơ tới anh nhiều lần rồi đó. Chỗ này ồn ào quá, hay mình kiếm chỗ khác nói chuyện đi. Cũng được, cũng được. Để tôi lấy túi sách cái đã. Xin dẫn đường. Còn nhà đâu đây? Sao hôm đó dám chơi ta hả? Điên khùng, mắc mớ gì tới tôi, tạo ngốc thôi. Trời ơi, con khốn này. Thì ra huynh đài cũng là người cùng loài. Phải đó, nhưng mà ma cũng có loại tốt loại xấu. Nói vậy ta là ma xấu sao? Anh đó vì mình mà đánh lộn với người ta. Nếu mình bỏ đi đâu còn nghĩa khí nữa. Chạy đi đâu? Richard! Tại sao sau khi anh cứu em rồi có thể đưa em về đây ma quá vậy? Không, chân của tôi dài mà, chạy mau hơn hắn chứ. Ồ, nè, qua đây ngồi đi. Chuyện gì? Thật ra thì tối hôm nay anh đã mua hết vé của em rồi, em phải hầu hạ cho anh chứ. Nhưng mà khiến anh bị như vậy em thấy ngại quá đi. Khờ quá đi, cô không bị sao là được rồi. Anh về Hồng Kông nghỉ phép có phải là ở khách sạn hay không? Hay là như vậy đi, anh dọn tới đây ở. Nè, một mặt có thể tiết kiệm được tiền,
Còn hai là em có thể làm hướng dẫn viên đưa anh đi chơi khắp nơi. Không cần đâu, tôi quen đi lại một lần, không cần thiết gì đâu. Nhưng mà tối nay anh đã trả tiền rồi, em thiệt là nên... Khờ quá, tôi muốn tìm người trò chuyện thôi. Trời cũng gần sáng rồi, tôi đi trước nha. Anh phải đi thiệt sao? Mai mốt tôi sẽ tới vũ trường tìm cô. Vậy cũng được, em tiễn anh. Được rồi, tạm biệt. Các bạn tới chơi nha, bye bye. 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 Chuyện gì vậy hả? Không có gì. Thi sọ. Trưởng. Nè, mới đây làm xong rồi hả? Chúng tôi tâm sự thôi, không có làm chuyện đó đâu. Xin lỗi nha, tôi cũng nói thiệt đó. Ơi, cô lại nói trật nữa rồi. Xenia. Sao hả? Hỏi thiệt nha, cái tên mà tới kiếm chuyện với cô đó thực ra là ai vậy? Nè, nói thiệt nha, cái tên đó cũng quái lạ lắm. Hồi tới vũ trường thì giống như mấy ông nhà quê vậy đó. Ra tới hẻm sau chớp mắt một cái đã ăn mặc như phim kiếm hiệp rồi. Tôi sợ quá cho nên ngất xỉu luôn. Kỳ cục vậy chứ. Có phải cô qua mắt hay không? Trời, tôi đâu phải lú lẫn. Trời ơi, coi chừng cô gặp ma đó. Thì không đó. Phải đó, mấy cái chuyện này không tin không được đâu. Senia, tối nay đừng có về vũ trường nữa. Trời, như vậy là biểu tôi lánh mặt đó hả? Con nghe Lâm Vũ từ nói chưa, bình sanh không làm chuyện bậy bạ, nửa thì nửa đêm gõ cửa cũng không sợ. Tôi biết, tại vì nửa đêm cô đâu có ở nhà, nhưng mà vô dụng thôi. Hắn có thể tới vũ trường để tìm cô mà. Hay là vậy đi, dọn tới ở chung với tôi ha. Cái giường của tôi rộng lắm, ở không sao hết. Anh thì muốn lắm chứ gì. Nói tóm lại một câu là muốn ăn hiếp chị này thì đừng có hòng. Cũng đúng. Hay là vậy đi, bắt đầu tôi bây giờ, tôi dọn tới nhà cô ở để bảo vệ cho cô, có được không? Được. Tính tiền. Nè, không cần nhìn, anh chàng đẹp trai của cô chưa có tới đâu. Nhưng mà miếng thuốc dán của cô tới rồi kìa. Sao hả, tới đây làm gì nữa? Hôm nay tôi cố tình dẫn hai võ sĩ Long Võ tới bảo vệ cho cô đó. Cho cô coi thực lực đi. Có biết làm phép không? Nè hai cô à, ông Võ chờ hai cô ở phòng số 3. Hay, được rồi. Hai người này đối phó người còn được đối phó ma hả? Ê, hai cô. Là hai cô chưa biết thôi. Sao nữa? Nếu là người thì hai anh chàng này đủ sức rồi. Còn nếu là ma thì để tôi đây thủ tiêu nó. Cảm ơn nhiều nha anh đẹp trai. Phải vậy chứ. Tại sao anh không chịu thay cho cổ? Vì cổ đâm lần bấy lượt, sử dụng ta, không có ta ra gì hết. Lúc đó cô không hề nhìn thấy anh, để không biết không có tội. Còn nhỏ đó, đặt cái bông lên đầu của ta, khiến nguyên khí của ta bị tổn thương, ta làm sao mà luân hồi chuyển thế? Bây giờ anh muốn sao đây? Tôi không cho anh đụng vào cổ đâu. Quan gia nên giải không nên cất. Tôi biết anh đi đó xin lỗi cho anh được không? Còn vấn đề người ta làm sao mà nuốt cho trong? Nếu anh bị tổn thương nguyên khí thì chuyện đó khó mà đầu thai đó. Anh đã làm ma rồi, nếu mà chết thêm một lần nữa thì không được siêu thoát đâu. Được, chúng ta đều là ma, ta để mặc cậu lần này đó. Nhớ lấy, cô phải chuẩn bị trái cây nhang đèn tới trước bộ phận của ta để xin lỗi ta. Không thành vấn đề. Còn nữa, nhất định phải dâng trà nhận ta làm sư phụ, hiếp xa lòng nô tỳ của ta. Việc làm nô tỳ không còn thịnh hành nữa đâu. Được, việc này ta bỏ qua, nhưng mà mấy chuyện khác phải làm cho đủ đó. Sao hả? Quân tử nhất ngôn, quyết không nuốt lời. Cậu nói thiệt đó nha. Thiệt mà. Thiệt hả? Thiệt.
hai hôm nữa trả tiền nha. Nhớ đó nghe. Nhớ đó. À, nhớ mà, không chạy đâu. Nhớ nghe chưa? Này sao rồi hả? Có rồi mà, xong xuôi, đi ăn khuya ha. Được rồi, tôi sẽ mời. Được. Tôi đãi anh. Uống sake. Tới đón em hả? Hai. Nè, hai người nói là bận việc mà. Ờ, à, không rảnh mà. Ờ, à, phải, tôi đãi anh đi ăn khuya mới được ha. Nè, đi đi, à, thôi, đi đi không mà. Ăn đâu. Nói nhiều mình quá. Đi chung đi ha. Đi đi, đi đi, đi chung đi. Đi, bye nè, bye. Nè, nè. Cô có muốn ăn gì đó hay không? Em không thấy đói, hay là đi dạo đi. Được thôi. Sao không nghe anh nhắc tới vợ của anh vậy hả? Tôi chưa có bạn gái. Anh đẹp trai như vậy còn tưởng anh có nhiều bạn gái lắm. 10 năm trước, tôi có quen một người phụ nữ và đã có những ngày tháng rất vui vẻ. Nhưng mà cũng hết cách thôi. Hoàn cảnh không cho phép, tôi nghe lời người nhà ra nước ngoài du học. Và anh có về tìm cổ không? Có. Nhưng mà đã quá muộn rồi. Cổ đã qua đời. Vì chuyện này tôi rất là hối hận, vì đã phụ lòng cô ấy. Anh đúng là đa tình. À, cô làm gì vậy? Chứng nhận của anh đẹp quá. Tại sao cô lại chọn làm nghề này? Má của em, bà làm gái mà. Năm em lên 10 tuổi bà đã qua đời. Cho tới bây giờ em vẫn không biết ai là cha em. Rồi em phải vào diện mồ côi. Năm 15 tuổi trốn ra ngoài. Không làm nghề này thì làm nghề gì đây? Thôi đừng nói nữa. Tôi đã nói chuyện với tên phá cô rồi. Hắn là ai vậy hả? Thật ra hắn không phải là con người. Hắn là một con ma. Ma? Sao lại khẳng định vậy chứ? Tôi có mắt âm dương mà, nhìn thấy được những việc mà cô không thấy. Vậy tự nhiên khi không sao lại tới phá tôi? Hắn nói là cô đã từng đụng chạm tới hắn. Hơn nữa, với phục sức của hắn, tôi nghĩ lúc còn sống chắc hắn hát bội đó. Hát bội hả? Đâu có quen biết ai làm kép hát bội. Chỉ là vào phòng trang điểm để gặp thần tượng một lần. Lần đó ngồi lên một thùng đồ, bị tên kép hát chửi cho một trận. Hắn nói thùng đồ đó là của sư phụ đã ngẫm củ tỏi của hắn cho hắn. Ây, em biết rồi. Không lẽ cái thùng đồ đó là sư phụ của hắn? Có thể lắm. Cô đã ngồi lên thùng đồ và đụng chạm tới hắn. Nè, vậy cũng đâu mắc mớ gì tới em chứ. Hắn là ma, hắn đâu có hiện hình. Vô tình cho nên ngồi lên đó mà thôi. Phải, lúc đó thật sự cô không biết gì hết. Nhưng mà dù sao cô đã đụng chạm người ta trước rồi. Đổi lại là cô, khi không có bị người ta đá một phát, cô cũng bực bội lắm đúng không? Vậy rồi tính sao? Hắn muốn cô tới trước mộ của hắn, quỳ xuống xin lỗi, kêu một tiếng sư phụ. Cái gì? Quỳ xuống nhận lỗi còn phải kêu sư phụ, sao mà quê quá vậy? Tại sao tôi nói hoài mà cô không hiểu vậy? Những người đời xưa là như vậy, nếu mà cô không quỳ thì họ sẽ nghĩ cô không có lòng thành đâu. Hơn nữa nhận làm sư phụ thì cũng đâu có hại gì, hắn là ma mà. Sau này cho dù không phù hộ cô, hắn cũng không phá cô là đủ rồi. Vậy có nghĩa là ý ma ăn hiếp người? Cô ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Nếu cứ đối chọi như vậy thì người thiệt thòi chính là cô thôi. Nè, ngoan ngoãn nghe lời tôi nói đi. Quá giả chuyện này xong đâu còn sợ chuyện gì nữa. Thôi được, là anh thôi. Nếu là người khác em không chịu đâu. Sao hả? Từ nãy tới giờ cũng chưa tìm ra. Bị muỗi chết tùm lum rồi nè. Không kiếm nó đâu, đi về thôi. Trời ơi, đừng có la sầm mà. Tôi còn cực khổ hơn cô đó. Còn băng giày cao gót, thiệt là phiền phức quá đi. Mau lên nè, đi. Nè, đừng kiếm nữa, đi về đi. Nè, đi đi. Nè, 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 nè. Có phải ông cụ này hay không? Bới người ta. Trời ơi, bộ cô bị đuôi hả? Cái lỗ bự chà bá vậy mà không thấy nữa. Nè, nè, nè. Ghê quá đi. Đừng có kéo tôi xuống luôn đó nha. Trời ơi. Ê, tìm được rồi, đây nè. Lên đi. Muốn chết hả? Tới nãy giờ mới tìm ra. Báo hại tôi bị té xuống cái lỗ này nữa nè. La 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 la. Nè, cái anh võ này đúng là biết hưởng thụ quá ha. Chỗ này thiệt là mát mẻ đó. Bà rồi, rảnh rỗi tới đây ngủ đi. Anh nói cái gì? Nè nè, cô đàng hoàng chút đi. Bây giờ còn chưa đàng hoàng hả?
Nếu không phải hứa với Richard còn lâu tôi mới tới đây làm chuyện tào lao này đó. Thì tình. Tránh ra coi. Làm gì vậy? Này, đã tới đây rồi thì làm cho đủ luôn đi. Nè nè, phải quỳ xuống khấu đầu đó. Làm đại đi mà. Làm xong rồi đi ha. Được không? Anh võ hay là anh võ, coi như em có lỗi. Anh là người rộng lượng, xin bỏ qua nha. Từ nay đừng có quấy rầy em nữa. Nè, ba ly rượu này coi như em ngồi bàn mời anh. Làm ơn uống hết ba ly rượu này, đừng có kiếm em nữa nha, làm ơn. Nè, vậy cũng được sao? Làm ơn nha. Nè, còn phải quỳ xuống kêu sư phụ. Trời ơi, tôi từng tuổi này, cho dù bảy cách mấy cũng chưa từng quỳ lại người ta. Đã hạ mình như vậy còn bắt kêu sư phụ nữa. Bỏ đi, coi như đóng phim phải đóng trọn bộ chứ phải không? Ngoan đi ha, ngoan đi. Đúng rồi, đóng phim đó nghĩa là minh tinh mà, đóng đi. Ê, cô nói bậy gì á? Bậy gì chứ? Nè, ngoan. Anh Võ à, từ nay trở đi là hai sư đồ đó nghe, đừng theo phá nó nữa nha. Nè nè. Mời sư phụ uống rượu. Ê, nói chuyện gì vậy? Đang yên lành mà. Đang phân đi. Nè, đang yên lành mà, làm gì vậy? Nè nè. Chờ tôi với. Nè. Chạm lâu lắm rồi hả? Một lúc thôi. Chuyện tôi kêu cô làm xong chưa? Xong rồi. Nè, vô nhà rồi nói nha. Ồ. Hey, lo liệu xong việc đó, đúng là nhẹ nhõm thiệt. Cô nói gì? Em nói là vậy là yên lòng rồi. Vậy cũng tốt. Cô làm xong rồi, tôi ra đi cũng thấy yên tâm hơn. Gì chứ, anh sắp đi. Phải. Tôi đã hết hạn rồi. Ngày mai trước lúc trời sáng, tôi phải rời khỏi đây. Sandy, nghe tôi nói, đừng có gây rắc rối nữa, tự mình bảo trọng. Anh đi theo em đi, em có chuyện muốn nói với anh. Lần này anh đi rồi, có trở về nữa không? Về. Nếu có cơ hội. Nếu như em nói em sẽ đi theo anh, anh thấy có đường đột không? Đi theo tôi. Phải đó. Em biết chưa chắc là anh thích em. Em đi theo anh không phải mong gì đâu, chỉ mong có thể gặp được anh thường xuyên thôi. Sandy, tôi nghĩ là cô hiểu lầm tôi rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Em nghĩ em không có hiểu lầm. Thật ra anh cũng biết tính của em rồi đó. Coi như phấn trắng lao bỏ đi. Thật ra tôi không muốn cô hiểu lầm. Tôi cũng thích cô lắm, nhưng mà... Đủ rồi. Em nghe được anh nói như vậy em thấy vui lắm. À, tặng cho anh nè, của má em để lại cho em đó. Hôm nay quen biết được với anh, tặng anh làm kỷ niệm. Tôi nhất định sẽ giữ bên mình mà. Cảm ơn cô. Quân đại, đủ rồi. Tôi đã giao kèo rồi, sao còn tới đây gây chuyện? Con nhỏ đó, nó dám cho ta ăn phần chó. Lần này ta tới đây là ta phải lấy mạng chó của nó. Tại sao không ra tay? Nếu như tôi đâm anh sẽ bị quỷ nguyên thần và không được siêu thoát.
chúng ta không thù không oán, tôi giết anh để làm gì chứ? Nếu chuyện này không mắc mớ gì tới huynh đài thì tại sao lại dám lời bẫy lừa cản trở ta như vậy? Nè, huynh đài chưa biết đó thôi, tôi nhất định phải bảo vệ cho cổ. Phải là cổ đã mạo phạm các hạ, tôi thấy cũng ngại lắm. Hay là vậy đi, tôi biểu cổ đích thân xuống đây xin lỗi anh, được chưa? Sandy à, Sandy, xuống đây mau đi. Mau nói xin lỗi với anh Võ đi. Con nha đầu kia đúng là không biết trời cao đất dày. Ông đó, ông mới là con nha đầu. Câm miệng. Con không nói xin lỗi với vị đại ca này mau. Sau này con phải tới trước mộ của anh Võ thắp nhang cầu phước. Không biết cầu phước cho người ta tức là tích phước cho mình hay không hả? Đại ca đó hả? Đúng vậy. Xin lỗi nha, đã mạo phạm tới anh, xin anh bỏ qua cho. Thái độ lần này của cô thì là thành khẩn, đã tạm thời tin cô lần này. Nhớ nha, phải tới trước mộ của ta để cầu phúc đó. Tôi nói được sẽ làm được. Vị huynh đài này, chúng ta hẹn gặp nhau ở dưới nha. Hả? Anh đi rồi hả? Vừa rồi đã khiến các huynh muội bị một phen hoảng hốt. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi cũng bị hết hồn vậy. Vậy anh cũng là... Hey, cô không cần phải sợ. Nếu tôi muốn hại các người thì đâu cần chờ tới bây giờ. Thiệt là ngốc quá đi. Thật ra cho dù anh là người hay ma thì em cũng yêu anh vậy thôi. Hey, thật ra cô không được yêu tôi đâu, cô có biết hay không? Cô nhìn dáng vẻ cô giống tôi hay không? Tướng phu thê hả? Tôi chính là ba của cô đó. Ba tôi? Mười năm trước ba từ nước ngoài về chính vì muốn tìm lại hai mẹ con. Nhưng mà lúc đó mẹ con đã qua đời rồi. Ba hết sức đau lòng. Sau đó ba mắc bệnh nan y. Trước khi chết đã ủy thác văn phòng luật sư giao căn nhà này lại cho con. Nhưng ba thật không ngờ phải mất 10 năm mới kiếm được con. Nhưng mà má tôi đâu có nói có người cha như anh chứ. Tất nhiên rồi, là ba đã phụ bạc hai mẹ con, cho nên ba định không nói ra. Anh là ba của tôi. Khờ quá đi, ba gạt con làm gì. Nè, còn nữa, ở phòng khách phía trên lầu, trong ngăn kéo tủ có bản sao di chúc. Đó là bản sao thôi. Còn bản gốc thì ở văn phòng luật sư. Con cứ lấy bản sao và cầm chiếc nhẫn này. Ba còn một phần di sản để lại cho con đó. Cảm ơn ba. Phát tài rồi. Phát tài rồi. Cảm ơn bác chiếu cố nha. Nhưng mà con nghe đây, từ nay đừng có tới vũ trường làm việc nữa. Mở cái gì làm ăn nho nhỏ đi. Được rồi. Trời gần sáng rồi, ba phải đi đây. Bảo trọng. Vậy ban đêm ba về tìm con nha. Tụi con đã quen ban đêm ba xuất hiện rồi. Con khờ quá đi. Bộ ba muốn lên đây là lên hay sao? Phải xin phép mới được lên đó. Con hãy tự bảo trọng đi. Ba hả? Đừng có lại gần. Nếu có cơ hội ba nhất định sẽ thăm con mà. Hãy ngoan đó. Ba. Năm mười. Nè, chị Trác. Nè, còn một ông Richard ở bên Mỹ đó, cô có đi không? Đi không? Không đi. Kiếm tiền là thực tế nhất. Hồng尘尽岁月已经化，一笑苍苍天。